Em hiện độc thân ạ. Thì đúng là độc thân mới lên chương trình này chứ. Dạ chưa có mối nào. Chắc mấy anh công ty chắc ảnh sao đó, con mắt sao. Nói thẳng luôn là đuôi mù hết đi. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn. Dạ. Em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Chào chị Ngọc Lan. Chào và em. Bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Hồng Ngọc. Không. Nguyễn Hồng Ngọc. Dạ đúng. Dạ. Thôi Hồng Ngọc nói tiếp đi Hồng Ngọc. Dạ. Em năm nay 32 tuổi. Sống và làm việc từ nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Hồng Ngọc? Dạ. Em làm nhân viên ngân hàng á. Ở đâu? Dạ em ở ngân hàng ở quận 5. Quận 5. Công việc có ai nghe tên Hồng Ngọc người ta ngỡ giống như anh không? Dạ, hồi đó ai cũng nghe vậy hết chứ. Nghe tên Hồng Ngọc cái nhớ cha cha thôi. Tên Hồng Ngọc thôi nhưng mà thật ra mạnh mẽ là đàn ông nha. Rồi, bây giờ mời nhà gái giới thiệu về mình. Con xin chào chú Nguyễn Linh ạ. Chào bà chị Ngọc Lan, cùng chào các vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thủy ạ. Em năm nay 33 tuổi. Bằng tuổi luôn á. Năm mấy? Dạ 90 à. Năm 90, bên kia năm mấy? Dạ 90 luôn. Bằng tuổi. Dạ. Bởi vì năm nay năm 2023 rồi. À mình 33. Dạ. Em hiện là nhân viên văn phòng ạ. Công việc của em là nhân viên mua hàng. Dạ. Ở công ty mỹ phẩm. Em ở quận mấy em? Dạ em ở quận 9 ạ. Quận 9 hả? Dạ. Mình làm ở quận dạ quận 5. Quận 5, ở quận 5 luôn hả? Dạ em ở quận 6 làm việc ở quận 5. À cũng sát bên ha. Dạ. Em ở quận 6 với ai? Dạ hiện tại em đang ở riêng. Ở riêng dạ. Là em ở nhà trọ. Dạ nhà của em luôn. Nhà của em luôn. Nhà trai tôi. Dạ nhà trai quá giờ có điều kiện rồi. Nhà gái tôi ấm no hạnh phúc rồi nha. Được chưa? Được. Bây giờ chịu. Nhà trai nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Dạ thì tôi anh Quyền Linh là ưu điểm của em thấy là mình cũng có khả năng độc lập nhiều, có thể sống độc lập, có biết quản lý tài chính, có làm việc có kế hoạch và có những cái kế hoạch định hướng trong tương lai, mình cố gắng nỗ lực để mình phấn đấu mình đạt được những cái đó. Em làm ngân hàng biết ở khâu nào? Dạ em cũng làm bên phòng tín dụng luôn. Phòng tín dụng là cho vay ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là cái hơi trầm tính, ít nói, với lại cũng không có hay hiểu tâm lý của người khác nên là không có... Trời ơi, đi làm tín dụng mà không hiểu tâm lý người khác. Không hiểu tâm lý bạn nữ rồi. Vậy hả? Dạ. Sao tiếc quá vậy trời. Giờ nói chiều nay bạn nữ làm thủ tục vay đi, ta sẽ biết tâm lý liền. Phải tâm lý phụ nữ bây giờ là người ta không cần nói nhiều, cần bạn nam phải tự hiểu. Ghê lắm phụ nữ bây giờ. Không nói thì mình hiểu một nẻo khác được thôi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em thấy em là người có tính hướng ngoại ạ. Hoạt bát vui vẻ. Dạ với lại em cũng thích giúp đỡ mọi người ạ. Dạ mẹ em nói em sống ở đâu chị quên. Dạ em sống ở quận 9. Dạ ở với ba mẹ luôn hả cưng? Dạ em ở một mình. Ở trọ hả? Dạ nhà em. Nhà em luôn trời ơi, nhà gái tôi không có nhà riêng nha. Nhà gái đang ở với ở một mình nhà riêng. Được. Hợp lý, hai người này ráp lại với nhau dư một căn nhà cho thuê là dư tiền luôn. Hai chồng ở căn cho thuê căn được. Em cho bên nhà trai biết đường tình duyên mình sao? Em hiện độc thân ạ. Độc thân? Dạ vâng, bao nhiêu năm rồi? Thì đúng là độc thân mới lên chương trình này chứ. Ý là đường tình duyên mình á, có mối tình nào dắt dai không, mấy mối gì mấy đó? Mấy mối? Dạ, chưa có mối nào. Nhỏ trả lời thì tình. Tôi không tin. Hồi nãy nhỏ trả lời độc thân là đúng rồi đó. Tôi không có tin. Bởi không có lý do gì một người mà xinh xắn dễ thương có duyên vậy là độc thân mà không có mối nào chứ á. Dạ do sao cho em chắc có. Do hồi nhỏ thì đi học, lớn lên thì đi làm, cái xong rồi bận làm cái cũng quên. Ủa ông làm cơ quan nào vậy? Công ty nào vậy? Dạ cũng nhiều công ty lắm. Chắc mấy anh công ty chắc ảnh sao đó, con mắt sao. Nói thẳng luôn là đuôi mù hết đi. Dạ. Em yêu ai, trai hay gái? Dạ nó không phải gọi là yêu nữa mà kiểu giống như em hay ngưỡng mộ những người giỏi á. Ngưỡng mộ sao? Người giỏi. Dạ ý em sẽ hay gọi là sao người đó giỏi dữ vậy,
Rồi sau khi mà em người đó hết giỏi trong mắt em rồi thì em hết. Vậy là cô này rất khó nha. Khó quá dạ, đi. Chứng tỏ là rất khó cho nên là mới đến bây giờ vẫn không có người yêu. Mới thấy ta giỏi cái ta hết giỏi cái hết thích. À, mà ngưỡng mộ những người giỏi thì rất là cái tiêu chí của cổ rất là cao đó. Tình duyên em sao? Dạ thì trước giờ thì em cũng có hai mối tình, nhưng mà một lúc còn đại học. À, mấy năm? Dạ lúc cũng 2 năm. 2 năm rồi mối tình thứ hai. Tình thứ hai thì dạ, cách đây cũng 2 năm, cũng lâu rồi. Lâu rồi. Dạ. Nhưng mà yêu nhau hai mối tình sau lý do sao chia tay? Dạ thì cái gần nhất thì hồi đó là do dù chắc là em không tốt nhưng mình không đồng quan điểm với nhau thì em không tốt điều gì, em nhận ra em không tốt điều gì nè. Thì nói chung là chia tay thì là tại mình không tốt mà chứ không phải tại người ta không. Một người đàn ông nhận ra lỗi là đúng. Mình là người đàn ông rất tốt. Rất thích chi tiết này của bạn này, nhận ngay từ đầu đúng. Có lẽ là do mình không tốt cho nên là mình đánh mất đối phương. Cái nhà trai tôi cũng tốt không? Rất dễ thương. Sao? Nhà trai cũng môn đăng hộ đối. Cái tiêu chí về người yêu của em như thế nào nè? Dạ em không có tiêu chí gì vậy. Em đơn giản mới được nha, còn hết giỏi em hết tiêu. Cái dòng mà không có tiêu chí cái khó lắm. Khó dễ sợ luôn á. Bây giờ bây giờ cho em hình dung nè. Hình dung dạ. Em gái là người yêu của mình á. Hình dung thôi. Dạ. Có nào hình dung người yêu mình phải như thế này, cao ráo hay gì đó. Hay là em có mến mộ một cái người nào đó nổi tiếng hay gì đó. Thí dụ đi. Dạ. Con mến mộ chú Quyền Linh. Mọi người nghe. Cái người đàn ông này, người đàn ông mình làm cho người ta ế. Tại vì người ta cứ đem này ra làm hình mẫu. Mà bây giờ kiếm được ai như là ông Mai đây? Một người vừa đẹp trai nè, gia đình thì lại rất là hạnh phúc, là một người chồng, một người cha rất là yêu thương con, mà lại là một người nghệ sĩ quốc dân, người nghệ sĩ của nhân dân luôn. Thì lấy đâu ra? Trời ơi trời. Có nhiều người giỏi hơn tôi nhưng mà họ không có ra mặt thôi. Bớt giỏi lại được không? Không có đâu. Nhiều người hơn tôi lắm. Ra nói chứ. Ở bên nhà trai nói chứ đẹp trai hơn tôi nè. Đó. Giỏi hơn tôi về KPI này ha. Rồi. À, còn em thì muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Thì em chỉ cần mình ấy là kiểu dễ thương rồi biết lo cho gia đình. Dễ thương thì yên tâm rồi đó. Dạ. Lo gia đình thì tôi nghĩ chắc con người này cũng rất là ok. Nhưng quan trọng nhất mình cũng phải chung thủy. Chung thủy. Bây giờ chú người yêu là hiểu rồi đó. Chung thủy số 1 luôn. Dạ. Thì chọn một người rất là khó mà đã chọn rồi thì ở luôn. Dạ. Thì em chỉ muốn vậy thôi. Tôi thay mặt nhà gái tôi dư sức rồi đó. Tôi thấy tôi đi qua quan sát tôi nói chuyện thấy dư sức rồi đó. Nhà gái đi ngay. Dạ, em đi với mẹ. Dạ mẹ. Mẹ cười có hậu quá. Gương mặt rất là phúc hậu. Bản sao nha. Bản sao luôn. Chào nhà gái. Em xin chào MC Quyền Linh với lại Ngọc Lan. Dạ. Chào quý khán giả đang xem. Đi với con lên đây là cũng mong cho con nó có được cái cặp đôi của nó để sau này cháu nó sinh sống với nhau. Cũng cảm ơn chương trình đã chọn đưa tới cho cháu. Thủy thì cũng bây giờ nó ở riêng ở chung cư nhưng mà nó cũng ở riêng một mình, nó có như hộ khẩu ở đây luôn rồi. Nhà mẹ cho hay là tự làm? Nói chung là cũng cháu nó cũng đã làm quá. À, hai đứa giỏi trơn rồi đó. Thấy để tương lai coi được không? Thì thấy cháu trai bên này á thì cô thấy là cũng được, có công việc và có một sự phấn đấu. Nói chung là cuộc sống mà thì mỗi người nó có một cái khuyết điểm nhỏ nào đó, nghĩ sao các em là hòa đồng lại với nhau chứ không nhìn vào mà để được hết trộn vẹn thì cũng khó. Nhưng mẹ nói với Thủy là con hãy cô mở lòng mình ra. Dạ. Tại vì không ai hoàn chỉnh hết trong cuộc sống này. Mình đi với ai? Dạ em đi với anh của em, anh đồng nghiệp. À đồng nghiệp hả? Rồi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả. Dạ. Bạn này rất là dễ thương nên Ngọc cố gắng chinh phục. Cố gắng thể hiện những cái tài năng của mình để có chinh phục bạn đó. Coi như khách hàng đi ha. Cố gắng sao thuyết phục khách hàng ha. Dạ đúng rồi, phải dùng tương kế và tụ kế mình để chinh phục. Rồi, cảm ơn anh trai. Dạ. Thôi, mở ra. Bắt đầu chuyện của em đó. Tiến tới đi em. Khách hàng quan trọng lắm đó. Nào. Mời em. Dạ. Dễ thương quá. Cái này có món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. À dạ, em cảm ơn. Bà chủ bán hàng nói con này là con mèo vui vẻ mà nhìn mặt nó lạ lắm. Dạ.
Em thấy giống của mẹ xíu tiền ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Tiếp theo là em còn quà nữa, em nhận rất quà. Có một món quà thứ hai em muốn tặng em nữa. Thì người ta thường nói là dù mà hoa thì nó xuống sẽ tàn, những thứ khác thì mình cũng sẽ xài hết, nhưng mà cái này thì nó sẽ phát triển lên từng ngày từng ngày. Vậy theo bản thân mình có chăm sóc nó hay không? Rồi, em cảm ơn ạ. Thì em tặng cái này cho là cái cây à. Thì em nghĩ là tình yêu có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà sức khỏe thì có. Nên là em nghĩ là cái cây này nó sẽ giúp vô gọi là trung hòa không khí, với lại khi làm việc căng thẳng anh nhìn vô cây thì anh sẽ cảm thấy xả stress. Cảm ơn. Do em tiếp xúc có nhiều bạn nam rồi nên thật sự là em cảm thấy nói chung là em nghĩ là anh nhìn anh chững chạc. Đó là cảm nhận của em cái nhìn anh ạ. Thì còn anh thì cảm giác đầu tiên thấy là em cũng xinh xắn dễ thương, có thể giao tiếp cũng hoạt bát này kia, cũng tiếp xúc nhiều. Thì cái đó là ấn tượng đầu tiên. Em nghĩ là chắc do ảnh hưởng từ công việc của em, em phải giao tiếp với nhà cung cấp nhiều quá nên em sẽ linh hoạt hơn. Các bạn nói về quan điểm hôn nhân gia đình mỗi bên cho nhau nghe để hiểu hơn. Quan điểm của em thì như thế nào ha? Mình muốn một gia đình thế nào đó, mình tưởng tượng một gia đình thế nào, một quan điểm thế nào là một người chồng tốt, một người vợ tốt, một như thế nào đó, ví dụ. Em nghĩ chắc em sẽ quan điểm của hôn nhân của em sẽ là hai người gắn kết cùng nhau cầu tiến vun đắp cho gia đình, một người chồng chín chắn, có đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Em nghĩ chỉ như vậy thôi à. Còn anh thì anh nghĩ cũng đơn giản, ví dụ mình tưởng tượng công việc, ví dụ một ngày sáng mình cùng nhau đi làm, rồi chiều thì chở nhau về đi mua đồ về nấu món nướng ăn chung, xong rồi cuối tuần ra ngoài ăn ở bên ngoài xem phim giải trí, thì xong rồi lên kế hoạch mỗi tháng hay là năm đi du lịch ở đâu đó. Thì cũng cuộc sống giống như muốn cũng một sống nó nhẹ nhàng, nó yên bình vậy thôi, xong rồi công việc thì mình phải phấn đấu, mình đặt mục tiêu, một kế hoạch để mình đạt được cái đó. Thì theo anh thì anh cũng dễ tính, nghĩa là mình tôn trọng nhau thì đi đâu mình chỉ cần báo nhau biết trước như nó về đúng giờ này kia, mà dù có đột xuất thì phải nhắn trước để biết mình, để đỡ phải lo cho nhau. Còn như sống thì mọi người cũng phải phụ giúp nhau trong công việc, chứ không phải là một việc của ai người đó làm hết. Quan điểm về con cái, về kinh tế, bởi vì hai bạn đều làm ra tiền khá đó, vậy thì ai quản lý cái tiền đó, sử dụng tiền thế nào nếu chúng ta về chung một nhà? Con nghĩ tiền mà đưa cho một người giữ thì cũng không có hay lắm. Nên có một quỹ chung và một quỹ riêng à. Rồi quỹ chung thì được sử dụng để chi tiêu chung, quỹ riêng thì mỗi người đều giữ, bởi vì lúc nào cũng sẽ có một gọi là một cái kế hoạch B cả. Cuộc sống thì mình không đoán trước được chuyện gì. Ủa, cho anh hỏi thêm là em làm bên công ty là làm về mảng nào? Em làm nhân viên mua hàng. Của công ty mỹ phẩm. Thì cái đó có thường xuyên phải đi kiếm khách hàng hay tiếp giao tiếp khách hàng không, hay là chỉ ở ngoài ở công ty để làm những này kia, hồ sơ thủ tục như thế? Em mua hàng nên thường thường nhà cung cấp sẽ kiếm tới em à. Bây giờ mua hàng đứng bên đây chúng ta dự án nhập khẩu rồi anh, không có chuyện bán hàng nữa. Bán rồi đó. Em đưa tay cố ơ sao đây. Đây là trong giây phút để chúng ta giao lưu cái cảm xúc lẫn nhau, hãy trao nhau những cảm xúc đầu tiên để xem cái ánh mắt đó, để xem cái hơi ấm bằng tay đó nó như thế nào, đủ để chúng ta có thể một chút rung động gì đó chưa, và hãy nhìn sâu vào mắt đối phương xem đây có phải là hình ảnh mà mình đang hướng tới hay không. Đó, bây giờ anh trai nói trước đi. Bây giờ nói chuyện với bạn gái, em thấy người này như thế nào, cảm xúc em như thế nào? Em có rung nhiều không? Dạ rung. Chưa bao giờ yêu ai mà. Cái gì mà nắm tay mà giờ đó là sẽ bàn tay giùm tôi cái coi. Để đó. Gì nắm tay rồi. Rồi đây ạ. Đây ạ. Hãy mở lòng ra chút xíu. Hãy giao lưu một chút cảm xúc. Đó, thế này mới nắm tay nè. Tay cứng nhắc luôn đúng không? Chưa bao giờ
Yeah. Hình như chưa bao giờ nắm tay người, một người đàn ông. Đúng không? Dạ. Đúng sao? Dạ, cũng bình thường thôi ạ. À. Tụi sao quý quá vậy? Dạ, đâu có gì đâu ạ. Đừng rung ha. Mình coi như một người bạn mới gặp đi, mình có thể nắm tay, bắt tay chút xíu. Cái cô này hình như cô ít tiếp xúc với đàn ông. Không, tiếp xúc thì dạ, nhiều. Nhưng mà, nhiều. Tức là ít tiếp xúc về mặt tình cảm đó. Cái này tôi ép lắm thì mới đứng gần vậy nè, chứ không là cái tay cái nắm là vậy luôn á. Dạ, bạn hơi rung. Đúng rồi. Yeah. Biết đâu bây giờ bạn có thể chưa có gì, nhưng mà tối nay về suy nghĩ là trời, cái tay ảnh sao ấm áp vậy ta, cái ảnh sao lạnh vậy ta, cái tay ảnh sao cái gì đó, thí dụ vậy chẳng hạn. Để bạn ấy cảm nhận tất cả mọi thứ. Tôi muốn các bạn nắm tay hoài để cái cô ấy cảm nhận nhiều hơn. Bây giờ thế này, nãy giờ chúng tôi đã cố gắng kết nối thật nhiều ha, các bạn đã nói chuyện với nhau cũng thật nhiều, cũng có chia sẻ của những người thân rồi. Chúng ta đã đến nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, cũng có những giây phút bỡ ngỡ, thẹn thùng, những cái cảm xúc bây giờ từ các bạn mới biết được thôi, và chúng ta quyết định bằng cảm xúc đó được hay không được là do các bạn nha. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì cho nhau cơ hội, còn nếu như chúng ta thấy chưa đúng, chúng ta không cần bấm nút đó, để nút bấm đó nhiều cho nhiều người khác, để không mất thời gian của nhau. Chúng tôi muốn thật sự các bạn bấm phải bằng trái tim của mình nha các bạn nha. Rồi, để tay nút bấm, nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem đây có phải là sự rung động từ trái tim hay không. Sau 3 tiếng đếm quyết định điều đó. 3 2 1 hết thời gian. Yeah. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Yeah. Lúc này chúng ta thực sự nắm tay nhau nào. Mà bởi bạn ấy chưa yêu đương lần nào. Yeah. Cái gì nó cũng phải từ từ, nó hơi chậm nhưng mà nó chắc đó. Yeah. Anh nghĩ rằng cô gái này khó thuyết phục, nhưng đã thuyết phục rồi đó thì chúng ta hãy yên tâm về tình yêu đó. Yeah. Ha. Dù sao thì tôi cũng chúc mừng các bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với người thân của gia đình mình. Nên tất cả tôi nghĩ rằng nó phải xuất phát từ trái tim. Hãy có trách nhiệm với những gì mình đã quyết định. Chúc các bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau, chăm sóc mối tình nó lớn lên nha. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh. Con cảm ơn chú Quỳnh Linh. Cảm ơn chị Ngọc Lan. Bây giờ nè, có mẹ của bạn gái đó, em có thể nói giờ thưa bác, bác cho điều kiện, tạo điều kiện cho con hứa gì đó. Có người lớn nên nó dễ lắm. Dạ. Dạ thưa bác. Dạ. Thì cũng lần đầu gặp mặt thì con cũng chúc sức khỏe bác. Con mong bác là có gì sau này tạo điều kiện cho hai đứa con có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Con sẽ cố gắng. Dạ con đúng rồi. Con hứa sẽ về thăm bác nếu như nếu như tụi con hiểu nhau, yêu nhau. Được rồi, cháu trai yên tâm. Hồi nãy giờ mẹ đã bắt đầu ở của Thủy đã bắt đầu cho bấm đèn xanh nhiều lắm rồi. Vậy là có đèn xanh rồi đúng không cô? Có đèn xanh rồi. Đó, có xin nhan hả cô? Có. Cô. À, rồi còn những việc tiếp theo là cô giao cho cháu trai. Dạ. Dạ bây giờ bắt đầu mình mở được ổ khóa tình yêu rồi, nhưng mà cửa vẫn chưa mở. Cách nào đó mở, tại vì lâu nó xét đó. Nó cũng cần có thời gian lâu mới mở được ha. Anh hy vọng rằng với cái tài năng thuyết phục khách hàng của em đó, với đồng nghiệp của em về mình bàn tán, chiêu trò đó, mở cánh cửa nó toang ra để đến với cái tim của ấy. Em ơi, chúc mới em toang cửa số đón ánh mặt trời. Có mọi người ạ. Rồi. Chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh. Chào anh hàng xóm kế bên và toàn thể quý vị khán giả. Người ta có câu là trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng vũng sừng vẫn xinh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trúc Ly và em đến từ thành phố biển Vũng Tàu ạ. Em 25 tuổi, em đang sinh sống và công tác thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên hành chính và lễ tân ạ. Rồi em trai. Em kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả trên trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em tự giới thiệu, em tên là Trần Nguyên Gia Long, 30 tuổi. Trần Nguyên Gia Long, tên dữ ha, 30 tuổi. Quê ở đâu? Dạ quê em ở Phú Yên. Vào đây lâu chưa và đang làm công việc gì? Em vào đây là hơn 10 năm rồi. Và hiện tại em làm nhân viên phòng đào tạo tại công ty vận tải và nhà nghề Phương Nam. Đào tạo gì? Đào tạo về lái xe. Lái xe? Dạ vâng. À, đào tạo là lái xe, dạy lái xe. Dạ. Bình tĩnh, thoải mái lên nào. Hình như là hơi hồi hộp á. Nghe cà giật vậy. Em căng thẳng lắm đúng không? Hít thở sâu vô bạn.
Trời ơi, lái xe mà căng thẳng như này chắc. Lái xe em không căng thẳng, em tự tin lắm. Rồi sao ngồi đây tôi căng thẳng, coi như em lái xe đi, em cứ ngồi em về hoài đi. Thôi giờ hát bài cho nó thoải mái nè ha. Vỗ tay khích lệ bạn trai đi. Rồi. Bây giờ em có chuẩn bị một cái khúc, một khúc bài Ánh Nắng của anh. Rồi, làm rồi, luôn. Bắt đầu, mặt trời lên. Sẽ luôn được gần bên em, sẽ luôn là bàn tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng giọt tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn. Luôn gì? Vì luôn gì? Tiếp luôn. Vì em luôn. Luôn gì? Đẹp nhất. Tiếp luôn. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là ánh nắng trong tim anh không xa rời. Trời ơi, tội nghiệp quá. Trời ơi, sao khúc đầu giọng trầm ấm ngon lắm mà sao đoạn cuối giật giật luôn vậy? Ta rung cái luôn gì anh luôn luôn luôn. Trời, không biết làm cái gì luôn. Rồi bên đây gái, hát bài coi. Đáp lại tấm lòng của anh hàng xóm, em cũng xin trình bày ca khúc là Có Em Chờ. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Em thích nghe khúc này nè. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chưa? Có mùi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Wow. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Bên kia đang còn rung, mình nói trước luôn đi. À, dạ về ưu điểm á, thì thứ nhất là em rất là vui vẻ, hoạt bát, em có khả năng là tán dóc sinh địa. Rồi gì nữa? Bên cạnh đó thì em có khả năng là chơi thể thao hoặc là ca hát. Em có thể làm đồ handmade. Làm đồ handmade? Dạ. Còn khuyết điểm? Thứ nhất á, là em hay quên, não cá vàng. Nhưng mà những cái thứ mà đặc biệt quan trọng của em thì em sẽ ghi nhớ rất là lâu. Rồi, nhớ tên bạn nam không? Gia Long. Vậy là ngon lành, nãy giờ đâu có quên. Bạn đâu quan trọng. Quan trọng. Dạ. Rồi bạn trai hết rung chưa? Dạ hết rồi chị. Rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em là năng động, chăm chỉ làm việc, hồ đồng vui vẻ, có tính cầu tiến, ham hỏi. Về nhược điểm của em là nghe mọi người nhận xét của em là nói chuyện hơi vô duyên một tí. Đâu có vô duyên đâu, dễ thương. Dạ. Mà và nhược điểm nữa là em giữ tiền còn hơi kém. Ô cái đó dễ, phụ nữ giữ tiền hay lắm em. Đúng rồi, em học tài chính mà. Tiền cứ để em giữ đi không sao. Thấy chưa? Thôi bây giờ mình nói chút xíu về tình trường đi. Em mấy mối tình rồi em trai? Ra trường tới giờ là em 2 mối tình. 2 mối tình? Dạ, mối tình gần nhất ở đây là cách đây hơn 1 năm. Em quen mấy năm? Hơn 1 năm. Lý do sao chia tay? Tại vì do lúc đó là hai người chưa có hợp nhau. Tính em mà đi làm là ngành tài thoại xe em đi suốt. Cố gắng sắp xếp chứ bận quá không ai lo cho bạn gái là cũng mệt à. Dạ. Rồi bên đây em tình trường mình như thế nào? Trước đây thì đi học quá thì em lo học. Sau đó thì em ra trường em lo em đi làm. Nên là em quên yêu luôn. Quên yêu luôn là, dạ. Cho nên là giờ 25 cái xuân xanh rồi mà không có một mối tình bất ngang vai. Dạ. Thời buổi này mà nghe chữ quên yêu ha, nghe là lạ. Ráng nhớ yêu nha em. Em muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì về ngoại hình á, thì nếu mà được thì bạn đó cao khoảng 1m7 trở lên. Em có ấn tượng tốt với những bạn mà tròn tròn một xíu. Tại những bạn đó nhìn thì có vẻ là tốt bụng, dễ thương và hài hước. Về tính cách á, thì đàn ông đích thực như X-Men, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu như Rodenso. Trời đất ơi, gì mà quảng cáo cho tùm lum vậy. Và là một phần tất yếu cuộc sống như La Vi. Tóm lại là chỉ cần bạn đó chín chắn, có công việc ổn định, thương em, quan tâm em, hiểu em là đủ rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn nam không? Có 3 điều ạ. Thứ nhất là gia trưởng, thứ hai là lẻo mép, thứ ba là keyboard. Bạn trai có dính cái nào trong 3 cái đó không? Dạ không có chị. Rồi, được. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là biết lễ phép, sống tình cảm. Tiếp theo là bạn gái phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ. Em gái biết nấu ăn không em gái? Dạ món nào em cũng nấu được nhưng mà cùng một công thức thôi. Rồi có gì nữa em? Phải đúng là chân thành. Chân thành. Chân thành mối quan hệ. Nói nghe nè, mình cao được 1m7 không? Dạ 1m65 chị.
thấy 65 được không em? Bớt 5 phân. Thế cũng được chị. Cũng được. Thấp chút chút cũng được. Hơi miễn cưỡng. Thì em không đi giúp guốc, em đi giúp bệnh. À, em thử hình dung bạn gái bên này là người như thế nào? Cao thấp, mập ốm? Chắc cao. Cao, chắc cao hơn em luôn á. Nếu cao hơn em thì có sao không? Không sao, một phụ nữ cao là càng tốt. Nếu mà đám cưới xong là về là mình bạn gái có làm dâu không? Tính của em là thích đây đi đây đi đó, mà lập nghiệp thì chắc lập nghiệp tại thành phố, còn mà làm dâu thì tùy thôi, chúng em không có quan trọng cái đó, gia đình em cũng chưa quan trọng cái đó. Hay vẫn chưa được tự tin lắm, anh Linh bơm cho miếng máu đi chứ. Rung chưa tự thôi. Tin đây là bản lĩnh lắm á. Rồi bây giờ em muốn người con gái là chân thành ha, chiều cao là chắc cao hơn rồi đó, thì coi cao cỡ nào. Hello, em chào anh. Chà, cao mét mấy em? Dạ là mét 63 ạ. 63? Dạ. 65 được rồi. Bây giờ em ghét nhất gì cái tật xấu người đàn ông? Ghét bạn đó là cờ bạc. Cờ bạc có không? Dạ không chị. Không có. Gái gú. Gái gú có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ có hút thú không anh? Không em. À vậy được rồi. Trai vào đây tốt. Sao chuẩn quá vậy, cái gì cũng không hết trơn vậy. Trời ơi. Nè, con trai không à, gờ bạc rượu chè, không mê gái, không thích con gái, không yêu con gái. Không. Thích gái thôi. Thích gái, thích gái. Thích. Thí dụ như là anh chịu rồi chừng nào em cho anh cưới? Dạ nếu mà chịu thì tìm hiểu nhau, nếu mà hợp thì có thể một năm nữa. Một năm nữa ha? Dạ. Được rồi. Hôm nay mình đi với ai nè? Mình hỏi thêm ý kiến người thân. Dạ hôm nay em đi với chị gái của em và các bạn trong hội FA lâu năm. Rồi, cho chị gặp chị gái của em nè. Rồi, chào em. À, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và tất cả các khán giả trong trường quay. À, em xin tự giới thiệu, em là chị của bé Ly. Thì bé Ly là một người rất là hòa đồng, dễ mến, tính cách thì hoạt bát, nhưng mà thực ra thì cũng khá là nội tâm. Cho nên là thông qua chương trình này, em rất muốn là sẽ tìm được cho bé Ly một người có thể quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu. Và nếu mà hơn nữa thì có thể tiến tới hôn nhân sớm thì cũng tốt, gia đình cũng rất là mong. Em thấy nãy giờ em rể tương lai của em thấy có hợp tính cách của em gái không? Bạn nam bên này chắc là rung quá nên có vẻ là hơi nhút nhát một chút thôi. Nhưng mà khi mà quen rồi thì chắc là không thành vấn đề gì cả. Bạn nam thì ngoại hình khá ổn. Hôm nay gặp nhau là đã là có duyên rồi. Còn có cái nợ hay không thì tùy thuộc vào quyết định của hai bạn. Rồi, và em trai đi với ai? Lúc đầu em đăng ký là có đi với sếp em với bạn của em. Thì bây giờ sếp em đang đi công tác chưa về kịp. Nên là bạn em, bạn thân em đi dùng với em. Chào bạn, mình nhận xét như thế em, nào? Em tên là Hoàng, là bạn... học từ thời ôn đại học với Lâm. Lâm là người bạn chất phác thật thà, nói chung là lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè. Thì em thấy là bạn nữ bên này thì rất là hoạt bát, vui vẻ, có kiến thức tài chính rồi biết nấu ăn nữa. Bổ sung cho nhau thì em thấy là rất là hoàn hảo, rất là hợp. Rồi, cảm ơn em. Hai bên chuẩn bị gặp mặt nha. Ha, bây giờ mình kéo rào. Kéo hàng rào ra nha. Cho hai em gặp mặt. Mở rào. Cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn dạ. Anh nha. Anh mở ra xem. À, em tặng anh chiếc đồng hồ. Thì đồng hồ thì mình có thể điều chỉnh được thời gian. Nếu mà mình có thể dành thời gian cho nhau thì mình có thể hẹn giờ. Hoặc là mỗi buổi sáng khi mà anh nó báo thức anh tỉnh dậy thì anh có thể là nhớ tới em. Hay quá. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em là gì? Tóc em dài, dễ thương, trắng. Em nhận thức gì về anh? À thì em thấy anh nhìn rất là thật thà, chất phác. Nhìn cũng giống anh Quỳnh Linh. Nói nghe nè, thấy bạn nam không? Dạ thấy. Bạn nữ có gu thời trang rất ổn định, có thể tư vấn thời trang được cho người khác. Mang kiến vô nhìn cho rõ. Dạ, cảm ơn chị. Style bạn trai ăn mặc như vậy được không? Cần chỉnh sửa cái gì không? À, em kính vô thì nhìn rõ hơn. Đó, nãy giờ tôi biết mà tôi đeo trong cái tôi muốn xỉu luôn là biết là bên đó không thấy đường rồi. Bạn trai mặc như vậy thì cũng được rồi. Dạ, nói chung là lịch sự là được. Đơn giản thôi em. Gu của anh cũng giống vậy đó. Quần jean áo buôn đơn giản, quan trọng cái tâm hồn mình, cái cách đối xử, nhân xử thế của mình. Chứ không phải là ăn thua nhau hơn cái bộ đồ đâu. Đồ đẹp nhưng người không đẹp cũng như không. Dạ đúng rồi. Anh có sở thích là gì? Khi thời gian rảnh anh làm gì? Thích của anh là chơi thể thao. À, em cũng thích chơi thể thao. Thể thao giống anh dạ. Luôn. Thích đi đây đi đó. Em cũng thích đi du lịch. Trời giống nhau dữ vậy.
Nếu mà quận 10 quận 7 thì một tuần thăm em mấy lần được? Nếu mà ngày đó anh nghỉ hay là tuần đó anh rảnh rồi chắc anh qua em suốt á. Vậy là nếu mà không rảnh là không qua à? Thường tối là anh rảnh, buổi tối chắc rảnh, thời gian chắc ok nhất. Bây giờ nè, cho hai bạn đứng lên cho bạn gái bạn đo chiều cao một chút. Bạn coi thấy xứng không? Hai bạn nắm tay nhau một cái đi. Tự tin lên, xoay vô nhìn nhau. Nói mỗi người một câu thôi. Nói cái gì mà mình đang nghĩ hiện tại đây nè, mình đang có rung động gì không? Mình nói với bạn gái. Hôm nay mà đứng trên này là có rất nhiều ý nghĩa. Nếu mà mình có cơ hội cho nhau thì mình cho tìm hiểu nhau, và nếu mà hợp nhau thì đến được với nhau. Rồi, về vị trí. Rồi, chúng ta sẽ tiến tới bấm nút. Cái khâu cuối cùng là có bấm nút hay không. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn phải bấm nút bằng cả con tim của mình nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời. Em bấm mà nó không có ăn anh ơi. Em cũng bấm mà, em cũng bấm mà anh. Thầy đã rung rồi mà em còn làm cú đó, thầy rung quá. Bấm nhẹ quá đó. Bên đây bấm quyết liệt, bên đây bấm. Rồi nắm tay thấy sao? Ấm. Ấm. Dạ. Giờ hung luôn đi. Cho anh hung em.